Để kể chuyện nhá, kể chuyện tầm 10 phút nhá. Là mình sẽ bán hàng nhá mọi người. Bây giờ nhá, Nhật Lệ là bí mật ở Việt Nam qua đây để thăm anh em rồi thăm chồng, quay với TikTok. Quay TikTok thì mới có mấy cái chiêu trò là tạo bất ngờ gì thôi. Còn bình thường mà không làm nghề thuật thì không bao giờ tạo cái đấy, không bao giờ. Đúng không mọi người? Chỉ có quay video mới có mấy cái ý tưởng đấy thôi. Ý tưởng đấy là diễn rồi, không nói rồi. Tình cảm thì không có mấy cái đó rồi. Anh đừng có tin về mấy cái mà bất ngờ không phải đâu. Người ta chỉ vì cái view của anh thôi. Cái view, cái ý tưởng của người ta, cái content đấy. Người không phải là tình cảm như kiểu là đi sang tạo bất ngờ cho chồng như nhớ nhung gì đâu. Không làm TikTok không bao giờ có. Đấy, đó là một chuyện. Sang bất ngờ thì tầm 4 giờ 5 giờ sáng luôn bác đi. Cái gì nhỉ? Gọi anh Thế ra mở cửa. Đấy. Thì anh Thế để là kêu mình. Anh Thế kêu mình. Ô, lên. Nhanh lên anh em ơi, nhanh lên. Mở cửa. Gọi cả nhà dậy thôi. Lúc ngủ đấy là diễn thôi. Rồi bắt đầu không bất ngờ gì hết, anh em không bất ngờ gì hết. Hoặc rồi bắt đầu là tạo kịch bản ra, đến công ty để đi tạo kịch bản ra. Em sang bên giường bên kia làm đi rồi tí nữa cô thổi nến đây là bất ngờ nha. Hết hồn nha. Đấy, Hoàng thì ta thử vào mặt sẽ là có mơ hay tỉnh ngủ trong diễn đây. Ủa, giờ đây không giật điện cao này. Giờ đây. Đâu? Nam ơi, Hoàng đang mơ tỉnh đấy. Trong cái lúc mà đâu đó là lúc Nhật Lệ với là tiếng Ti với Huệ là đang đi xuống đây, ông là cứ đi ra đi vào, thay hết bộ đồ này, thay hết bộ đồ khác. Tí nữa nếu mà quay video thì bất ngờ sao ấy, mà chiến sao ấy. Đấy. Nam ơi, Hoàng mơ tỉnh đấy. Mơ tỉnh đây. Bất ngờ mà chưa cả làng biết luôn. Rồi tí là câu chuyện này thì tí cho Nhật Lệ kể sau. Đấy, đây là hỏi luôn. Tại sao lại nghĩ ra được mà tạo bất ngờ cho anh em như thế? Happy birthday. Happy birthday là gì? Thì bất ngờ thì làm content thôi. Đấy. Bất ngờ đến lúc 4 giờ sáng thì không gọi người ta dậy ra đâu. Mấy cái đó theo trên mạng anh đấy. Bắt chiếc yêu xa rồi yêu là xa. 5 năm rồi không về gặp gia đình, xuất khẩu lao động các kiểu đấy. Lượt TikTok quá 180 phút. TikTok ít lắm rồi. Không phải đâu mọi người, tình cảm ấy, tình cảm cả đấy. Tình cảm. Không có máy quay thì không có chơi TikTok girl thì không bao giờ có mấy cái đấy. Thường ngày không bao giờ có. Làm gì có ai tiền sống mà ấy có anh nữa. Ở nhà mà đầy view chắc gì đã sáng. Anh sao đây nằm việc cái này chứ. Rồi, tí nữa. Thôi bàn hàng lại. Tí nữa mình kể cho một câu chuyện cực kỳ hay luôn. Mà mình mà kể chuyện thì chắc là phải tốn 2-3 tiếng nữa. Nên là mọi người cứ bình tĩnh, chờ một tí. Rồi lên bố bạn.